Xin chào chị em chú, bác quan tâm kênh đi qua tu hành đó. Hôm nay mình giới thiệu với anh em cái lô nhỏ nhỏ này nha, nhiều cái hay hay anh em ha, giá rất tốt luôn. Mình đã tránh mất thời gian, anh em mình đi vô giới thiệu luôn ha. Về thêm một chiếc Dita anh em nha. Cái loại này mình bán rất là nhiều anh em ha, đợt trước có cả Swatch Switch loại này luôn ha. Chiếc này thì đồ mới nó thì anh em mình có thể tặng được luôn nha. Dita Lisin ha, chiếc này thì mình bao giờ này ít nhất là từ máy Nhật trở lên nên nha, ít nhất máy Nhật đen lên, nó chất lắm, nó nặng trịch rồi, không bao giờ có máy Trung Quốc nè em ha. Mình thay pin cũng lâu rồi, mình để mình coi nó đúng giờ mình đem ra mình bán nè em ha. Cho nên mình không nhớ máy nhưng mà bao em từ máy Nhật đen trở lên nha, nên yên tâm ha, mới lắm ha. Cái này máy bé mấy chị đeo đều rất là đẹp ha, máy bé thì rất là thích, còn mấy chị đeo thì cũng rất là cá tính nha, đẹp độc mà không có đụng hàng em ha. Nó tự gấp anh em nha, anh em chỉ đập về là nó tự nó gấp lại nha. Đó, rất là hay ha. Số 1 203 nha. Xe 32. Cái chiếc dây dù này mình cũng có chùi qua lâu nhưng mà để lâu nó hơi cái dây nó hơi cũ cũ xíu, anh em về chùi giúp mình ha. Cái da này thì còn ok, chỉ có chỗ này nó hơi tróc nhẹ tí nha. Đeo kiểu hơi bù bù cũng ok anh em ha. Mình để anh em giá rất là tốt luôn, 100 ngàn nha. Size 42 không đúng á. Con này thì mình thấy nó có cái chữ Japan Movement em ha. Nó ghi là China Made ha, nhưng mà máy là Japan Movement thì anh em yên tâm, máy Nhật á, nó còn tem luôn. Thật ra con này nó mới mà để lâu á. Chỗ này nó hơi giọt giọt nhẹ nhẹ xíu nha. Đó. Em thấy cũng ok ha. Anh em phải xin thêm là con này nó mới hơn anh em nha. Nói chung trên cái niềng này cái nó số này kia nó còn rõ, chứng tỏ nó cũng còn rất là mới em ha. Mình dán đây đi, đẹp nha nè, anh em móc vô dán lại ha, là ok nha, móc vô đây dán lại, màu đỏ cũng rất là phong thủy nè ha, đẹp. Đây, size lớn bán 100 ngàn thôi, rất là dễ chơi anh em nha. Mấy chiếc này thường thường từ 150 đi lên không anh em ha. Chiếc này rất là độc luôn nè. Kim dạ quang rồi anh em ha, mà cái bên trong nó có hình con thằng lằn hay tắc kè hay là kỳ nhông gì đó anh em ha, đẹp lắm. Anh em về vệ sinh thêm nha, con này thì mình cũng vậy, trong cái lô mấy chiếc này mình vệ sinh lâu rồi, mình quên mất ha, mình lấy ra thì nó hơi bụi bụi tí á, nhưng mà đồ mới nó cũng còn ok anh em nha. Nó chỉ có mỗi chỗ đây nó hơi dột một tí ở đây nè, đó anh em thấy không? Yeah. Con này là của Marlboro anh em nha, nó có cái chữ Marlboro, nó dập logo này kia phía sau nhìn khá ngầu ha, đó. Đấy, nó hơi giật giật nhẹ nhẹ anh em nha, nhưng mà mặt cũng đẹp á, gương cái kính nó cũng còn sáng lắm ha, kính nó cũng chắc chắn là có xước nhưng mà nó xước ít ha, mình nhìn thoáng mình khó thấy anh em nha. Anh em thấy con thằng lằn nó nổi lên đẹp ha, rất là đẹp luôn nha. Con này size size tới 41 lận, lùng núm tới 45 lận anh em nha. Con này thì nó gài hai tầng, nó giống như mấy chiếc cờ sóc vậy anh em ha, anh em gài vào một cái rồi anh em gài vào một cái này nha. Đó. Độc lạ nha, giá rất là tốt, 150 thôi. Số 3, 150 nha. Số 4, một chiếc lắc Libby anh em ha. Libby này thì nó rất là chuyên về là mấy, xin lỗi anh em, còng, nhưng phải lắc. Chuyên về còng á. Nó làm họa tiết đẹp lắm, tuy nhiên bên trong nó bị dột nha. Anh em về có thể dán keo hay là bọc da lại thì mình mang ha. Tại vì độ mới nó cao lắm, nhưng mà do nó để lâu, nó không xài thì phía sau nó không phải là da thật anh em á. Cho nên nó bị tróc là chuyện bình thường nha. Đó. Xinh lắm. Con này máy Nhật đen nha nè. Đấy này kia anh em thấy là mới cứng luôn ha. Chỉ có cái da bên trong nó hơi xấu thôi. Mình bán lên 80 ngàn thôi nha. Giống như lấy công thay pin thôi anh em ha. Rồi. Bây giờ thật ra anh em mua đồng hồ mình tầm, có nhiều chiếc nó tầm 100, 150 anh em ha. Anh em thấy nó sẽ giá nó rất là tốt luôn ha. Nhưng mà đôi khi anh em đi thay một sợi dây chẳng hạn ha, người ta thay cho anh em dây thường thôi thì người ta cũng phải lấy tầm 70-80 cả trăm anh em ha, ra tìm á, là như vậy nha. Pin cũng vậy, đôi khi anh em thay pin thường thôi thì người ta lấy, nếu mà pin dỗ pin Trung Quốc á, lấy thấp nhất nha, cũng phải 30-40 ngàn ha. Còn nếu mà pin Nhật thì thường từ 5-80 ngàn nha anh em, đó là chuyện bình thường ha. Tại vì họ mua pin về á, họ mua pin Nhật về thì cái giá pin Nhật nhập vô thì nó cũng tương đối là cao ha. Và họ nếu mà để lâu nó quá hạn thì cái pin nó cũng không có sử dụng được anh em ha. Cho nên họ tính nhiều chi phí ha.
cho nên em đi thay sợi dây thay pin đôi khi nó mắc, chứ còn làm hai thứ thôi đôi khi nó sẽ mắc hơn cả cái đồng hồ em mua mình, đó là chuyện bình thường anh em nha. À, mình thay nhiều cho nên anh em thấy mình không thể thay pin 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 Nhật cho tất cả gần cả mấy ngàn đồng hồ của mình được anh em ha. À, đó là lý do anh em nha, thay mà pin Nhật hết thì hết vốn mà lấy hàng luôn anh em ha. BOE nha nè, con này thì cũng đẹp nè, mất đúng cái hạt thôi ha. Con này máy là nó ghi là Japan Movement á, thì mình không kiểm tra luôn, thì ít nhất là máy Nhật đen rồi, không kiểm tra ha, 100 ngàn thôi. Nó có chạm trái tim bên cạnh luôn. À, size 37. Đồ mới còn rất là cao anh em ha. Mất đúng một hạt này thôi. Cái hạt này thì mình nghe đồn là đem ra mấy tiệm nail người ta làm rất là đơn giản và giá rất là rẻ luôn anh em ha. Đó. Mình cho mấy chị nha, 100 ngàn thôi. Cái clip lẻ này thì bình thường chắc cũng 120 anh em ha, 120 rưỡi. À, nó cũng đẹp mà. Số 6 này hai chiếc anh em nha. Chiếc này thì cái dây nó độc lắm ha, nó y như là cái xương vậy anh em ha. Đó, tuy nhiên mấy cái mắt phía dưới này nó hơi dột tí nha. Bên này cũng chụp như nhẹ phía cuối này. À, khi lên tay thì mình nghĩ nó cũng thấy đâu anh em ha. Con này thì cái máy nó đẹp lắm. Nó không có dập gì, nó đẹp hơn, nó gần giống như máy Miyota anh em ha. Chắc chắn là nó xịn hơn cả máy Nhật đen luôn, bao anh em luôn. Rồi, một chiếc anh em nha. Chiếc số 2 thì con này là mình chưa ép lại được cho nên mình để đây sẵn cho anh em xem máy luôn. Đây là một cái máy ISA anh em nha. ISA là máy Thụy Sĩ anh em ha, nhưng mà thường nó sẽ lắp ở Hồng Kông hay là Thái Lan. Con này thì nó không ghi lắp ở đâu hết. Nhưng mà thường nó sẽ là như vậy anh em ha, chứ nó không có là lắp ghép tại Thụy ha. Tuy nhiên anh em thấy chất lượng của cái máy này thì nó cũng ở mức rất là cao anh em nha. Đó. Mấy cái máy này mà khi mình cần mình mua mấy cái máy không á cũng tiền không luôn anh em ha. Có điều con này thì anh em thấy là nó chỗ đây nó hơi 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 dột tí này, anh em về chùi thêm nha. Còn lại nước vàng còn đẹp ha, cái còng này đẹp lắm. Cái hãng Bellamy này thì nó cũng làm nhiều cái mẫu rất là đẹp anh em ha. Hơi tiếc chỗ này tí xíu thôi nè, mới là chỗ mình chỉ đây đây. Còn anh em thấy đá đó, anh em thấy đá đã, cái này mà thử bút lên là chắc cắn lưỡi luôn anh em ha. Tại mình bán 100 ngàn hai chiếc luôn anh em thơ. Anh em xin xin mình bấm đăng ký mình bấm chuông nha nè. Đôi khi có nhiều cái clip lẻ mình bán giá rất là sốc cho anh em ha. Anh em chịu khó theo dõi thì sẽ có giống như những cái món cái tri ân cho anh em nha. Chiếc này là một chiếc lắc, nó cũng ghi là Japan Movement em ha. Đó. Nói chung độ mới còn cao anh em nha, độ mới cao ha. Mình nói chung mình chưa có gọi là vệ sinh kỹ những chiếc này. Đó, nhưng mà độ mới nó còn cao nha. Hai chiếc luôn, 150 nha. Chiếc này mấy chị đeo hơi bị đẹp ha. Chiếc này thì ni tay mấy chị tầm 10, 15.5 thôi. Thực ra 16 là được nhưng mà bán 15.5 thôi. Đó, cho nó mấy chị yên tâm ha. Là vô tư. Một chiếc nha. Chiếc thứ hai thì lắc hoa ha. Con này thì là máy Trung Quốc thôi. Mình kèm chứ con này được máy Nhật đen mình bán lẻ được 100 ngàn rồi anh em ha. Thực ra cái máy này nó cũng đôi khi á anh em xài vài năm nó mới chịu hư anh em nha, chứ không phải là anh em nghĩ máy Trung Quốc nó hư á. Tuy nhiên ngay máy Trung Quốc thì mình cũng tự động mình bán rẻ cho anh em ha. Phía trong nó hơi đổi màu tí xíu rồi nha, con này cái kiểu màu vàng hồng anh em ha, màu nó hơi pha nhẹ nhẹ thôi. Lên tay cũng đẹp cho mấy chị, đặc biệt thì 150 hai chiếc thì tuyệt vời rồi ha. Rồi ok, mình vừa giới thiệu với anh em 7 số nha, anh em thích số nào anh em mình vui lòng xem thật kỹ nha. Đó, và liên hệ mình tại số điện thoại 076 8632 039 nha. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều nha. Xin chào anh chị em.